Sau đây xin mời quý vị theo dõi tiếp Dọc đường Quảng Trị, được viết bởi Ngọc Thủy, do Đoan Trang đọc. Tâm hồn Lê Hằng Minh giàu cảm tình và nhân hậu là thế. Nên khi hồi tưởng lại giây phút tôi gặp chú lúc đi lạc giữa súng ống và binh lính ngổn ngang, sợ hãi, đứng khóc một mình trong ngày biến cố Đào Chánh ở thành Cộng Hòa. Đang là vị sĩ quan chỉ huy và cũng chắc rất là đang bận rộn với những trách nhiệm của mình. Vậy mà chú cũng đến bên tôi, dỗ dành cho nín khóc và đưa về tận nhà. Đó là hình ảnh tôi không quên, qua nghĩa cử của một người có tấm lòng nhân ái đối với trẻ em. Và cũng từ cơ duyên đó, 38 năm sau, tôi mới có dịp viết, vẽ lại chân dung người lính Việt Nam Cộng Hòa cao đẹp qua hình ảnh cố trung tá Lê Hằng Minh. Chú Minh ơi, sau khi cánh cổng rào nhà cháu khép lại, là từ đó cháu không bao giờ còn gặp lại chú nữa. Nhưng hôm ấy, cháu còn giữ lại nơi chú một nụ cười trìu mến vỗ về, dù cháu đã hết sợ và nín khóc từ lúc mới gặp chú. Cả ngày hôm đó, con bé 8 tuổi vẫn nhớ tới chú vì còn giữ mấy cánh hoa sứ trắng trong túi áo mà chú đã nhặt và hái cho. Cháu đã đem ép vào những cuốn sách mà cháu yêu thích nhất, vì nghĩ hương thơm hoa sứ sẽ còn hoài trên những trang sách đó. Thỉnh thoảng, qua hồ tắm Nguyễn Bình Khiêm chơi và đi lượm hoa sứ rụng, cháu vẫn còn nhớ tới chú, với lời hẹn hôm nào gặp lại sẽ được chú đàn cho nghe như lời chú hứa. Mà chẳng biết tới bao giờ đây. Hơn một năm sau, nhà cháu dọn ra khỏi khu cư xá, đi nơi khác, và chút kỷ niệm thân ái bé nhỏ ấy cũng dần nhạt nhòa theo những ngày tháng cháu lớn khôn thêm. Một đôi lần cháu theo mẹ vào Tổng y viện Cộng Hòa thăm ba cháu, những lúc ông bị thương, cháu lại nhìn thấy những hàng bông sứ trắng được trồng dọc theo mấy dãy hành lang bệnh viện, trắng toát u buồn, làm những cánh hoa rơi khẽ, chỉ lặng lẽ tỏa hương để không gian nhẹ bớt phần thê lương của những người thương binh. Cháu lại thoáng nhớ đến chú, rồi lại quên trong cái tuổi hồn nhiên vô tư lự. Vài năm sau, có một lần cháu sang nhà hàng xóm chơi, thấy sân nhà bác Thiếu tá Nhàn mới nở mấy cái hoa sứ kiểng rất đẹp. Cháu hỏi xin, bác từ chối, cháu cố năn nỉ. Cháu chỉ xin bác một bông thôi, bác xem có bông nào xấu nhất, bác cho cháu nhé. Bác Nhàn bật cười. Hoa nào cũng đẹp, chỉ có mỗi bác Nhàn là xấu thôi, không có hoa nào xấu cả, cháu ơi. Bác Nhàn nói thế để lờ đi đấy mà, dĩ nhiên là không rồi, vì đó là hoa kiểng của bác mới nở được có mấy bông. Nhưng lúc ấy, cháu còn trẻ con nên nghĩ bụng, bác Nhàn xấu thật, mình xin có mỗi một hoa nào xấu nhất, vậy mà bác cũng không cho. Rồi cháu chợt nhớ tới chú, tới những bông sứ trắng, nơi hàng cây bóng mát tuổi thơ của cháu ngày nào mà đã có lần được chú hái cho bỏ đầy hai túi áo ngày xưa. Năm tháng trôi qua với biết bao đổi thay biến động của cuộc sống và tình hình đất nước, cháu đâu còn có dịp nào để nhớ lại câu chuyện bé nhỏ ngày xưa ấy. Cho đến một hôm, trước ngày quân lực 19 tháng 6, 2002 vài ngày, cháu tìm hiểu và liên lạc với một số vị chỉ huy của những trận chiến oai hùng của quân đội Việt Nam Cộng Hòa để phỏng vấn trong chương trình phát thanh Tiếng Việt Mến Yêu nhân dịp kỷ niệm Ngày Quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Tình cờ cháu nhìn thấy hình của chú trên bìa đặc san Sóng Thần 2002 trong văn phòng làm việc. Cháu thấy khuôn mặt và nụ cười của người lính này sao nhìn quen quá, rất quen, rồi không sao nhớ thêm được tí nào nữa. Cháu vẫn nhớ chú tên Minh, nhưng không biết nguyên tên họ chú là Lê Hằng Minh. Ngay lúc đó, cháu cũng đang đọc cuốn bút ký Cuộc Chiến Giang Giờ của chuẩn tướng Trần Văn Nhật, cũng là bạn học với chú, vừa gửi tặng. Đến đoạn viết về cuộc đảo Chánh ngày 1 tháng 11, 1963, với sự tham dự tiểu đoàn 4 thủy quân lục chiến của chú, cháu mới chợt nhớ ra, như dòng suối đã được khơi nguồn. Câu chuyện và những hình ảnh đã lãng quên, nay giật mình nhớ lại thì đã 36 năm trôi qua. Cháu cũng không biết rằng sau lần gặp chú thì chỉ hơn 2 năm sau, chú đã anh dũng hy sinh trong cuộc chiến ở miền Trung, và cũng không hề biết chú là em của Thiếu tướng Lê Minh Đảo, dù đã trò chuyện với ông vài lần qua một cuộc phỏng vấn trên đài phát thanh. Thêm một tình cờ ngẫu nhiên khi cháu nhớ ra chú và muốn tìm hiểu thêm về trận đánh ngày 29 tháng 6, 1966. Lúc tiếp chuyện với Đại tá Ngô Văn Định, là người thay thế chức vụ tiểu đoàn trưởng, tiểu đoàn 2 Thủy quân lục chiến, ngay buổi chiều chú vừa hy sinh, cháu nhắc với ông. Hôm nay là ngày giỗ của chú Lê Hằng Minh, ngày 29 tháng 6. Ông cũng bùi ngùi nói, đó là người chiến hữu thân của tôi đã mất cách đây đúng 36 năm. Không ngờ hôm nay còn có người nhắc nhớ và viết đến. Cảm ơn cô Ngọc Thủy. Rồi ông liên lạc ngay với người bạn rất thân của ông từ nhiều năm qua, và cũng là một người bạn rất thân mến, từng sát cánh cùng chú trong nhiều năm binh nghiệp, hiện đang định cư ở Iowa, là Đại tá Tôn Thất Soạn. Và bất ngờ trong một cuộc điện đàm, Đại tá Tôn Thất Soạn có cho cháu biết ông đã nghe được câu chuyện này cách đây hơn 30 năm về trước. Trong ngày mùng 1 tháng 11, 63, tiểu đoàn 4 Thủy quân lục chiến chia làm 2 cánh quân. Lúc đó tôi là tiểu đoàn phó, tiểu đoàn 4 Thủy quân lục chiến giữ cánh B, đóng ở nhà cảnh sát. Còn tiểu đoàn trưởng Lê Hằng Minh thì đưa cánh quân A qua thành Cộng Hòa. Sau ngày đảo chính có một lần, anh ngồi cười kể cho tôi nghe chuyện gặp một cô bé đi lạc. Anh đã đến dỗ dành và đưa cô bé ấy về nhà. Tôi nghe anh Định kể về nguyên nhân câu chuyện của cô, muốn đi tìm chi tiết để viết về anh Minh, là tôi nhớ lại ngay, cũng câu chuyện này đã từng được nghe Lê Hằng Minh kể. Tôi không ngờ cô bé đi lạc hồi đó là cô Ngọc Thủy bây giờ. Và sau đó ông đã gửi ngay cho cháu một bài viết về một số những trận đánh ông từng tham dự sát cánh với chú, trong đó có đoạn. Trong những ngày diễn tiến của biến cố 1 tháng 11 1963, tiểu đoàn 4 Thủy quân lục chiến đã hoàn thành nhiệm vụ giao phó mà không gây thiệt hại gì cho đơn vị đối phương hoặc dân chúng địa phương. Điều này đã nói lên được tinh thần kỷ luật của đơn vị rất cao, cũng như tình quân dân như cá nước của các chiến sĩ kình ngư, tức là tiểu đoàn 4 Thủy quân lục chiến, mà điển hình là một câu chuyện kể của người anh cả kình ngư, là tiểu đoàn trưởng Lê Hằng Minh một ngày sau đó, 1 tháng 11, 63. Với quân phục dằn di cọp biển, đi đứng hiên ngang hùng dũng, nón sắt chiến trận nặng nề, chụp trên đầu của khuôn mặt sạm nắng, cặp mắt quầng thâm thiếu ngủ, với bộ diêm mép rậm rạp như trong phim Cowboy Mexico, với dây súng gắn dài đạn đồng đeo chéo ngực vân vân, khiến ai nhìn mà không khiếp đảm. Huống hồ là một em bé gái bé bỏng 8 tuổi của đô thành hoa lệ Sài Gòn, nào có biết chiến tranh là gì. Nên khi Đại úy Minh và các binh sĩ từ trên xe GMC nhảy tràn xuống đường gần thành Cộng Hòa để chiếm các vị trí bố phòng dọc theo nhà dân hai bên vệ đường, khiến em bé gái này sợ hãi quá, khóc thét lên. Tuy với vóc dáng bên ngoài gồ ghề là thế, vậy mà bên trong chứa ẩn một trái tim nhân hậu và đầy tình cảm. Đại úy Minh, người anh cả kình ngư, đã quỳ một chân xuống bên cạnh em bé gái đó, để đưa tay vuốt tóc em bé cho đỡ sợ, và nói những lời an ủi dịu ngọt, để cho em vững tâm mà nín khóc. Sau đó, em bé đã hiện nét mặt vui mừng, trò chuyện, và anh đã đưa cô bé về nhà gần đó. Đại úy Minh đã kể lại cho tôi nghe câu chuyện này vừa xảy ra hôm qua, với nét mặt hân hoan của một người nhân hậu vừa làm được việc tốt lành. Tôi có nghe, nhưng rồi cũng bỏ qua. Nhưng không ngờ sau 38 năm, lại được em bé gái đó, bây giờ là một nữ văn sĩ, hiện định cư ở San Jose, Cali. Lúc đọc được đặc san Sóng Thần 2002, đã bất ngờ nhìn thấy lại hình cố Trung tá Lê Hằng Minh trên trang bìa sách của đặc san. Một kỷ niệm trong sáng của một thời thơ ấu đã gợi lại hình ảnh một anh hùng mũ xanh của năm nào. Nhưng thật đáng buồn, vì bây giờ người anh hùng đó đã thành người thiên cổ. Nghe ông đại tá Soạn nhắc lại, cháu rất cảm động, nên viết thành mấy câu thơ. Sao người không tặng cho tôi một bông sứ trắng cho đời thơm hương, tặng chi tôi một giọt sương trên bông hồng đỏ dễ thường không khô. Biết đời như một giấc mơ, thì tôi xin một phút chờ cho vui. Nhớ bông sứ trắng một thời, có con bướm trắng bay rồi đã bay. Ngọc Thủy. Chú Minh ạ, cháu thật sự xúc động bởi chú không những là người lính, có tình người nhân hậu và trái tim nghệ sĩ năm xưa cháu đã gặp, mà qua chú sống dậy trong lòng cháu những hình ảnh thật kiêu hùng cùng những hy sinh quả cảm của những người trai thời loạn đã dành cho Tổ quốc Việt Nam. Sự sống và tuổi trẻ cùng tấm lòng yêu dân tộc quốc gia. Hơn nữa, chú và hàng trăm vạn người lính trẻ khác đã chiến đấu và đã chết cho quê hương. Đó là những anh hùng không tên tuổi, nhưng Tổ quốc và lòng người dân Việt không bao giờ quên họ. Trong dòng cảm xúc này, cùng sự hỗ trợ từ những người thân của chú, cháu mong được nhắc nhớ lại hình ảnh của một chiến sĩ Lê Hằng Minh, cũng là hình ảnh của muôn ngàn người anh hùng không tên tuổi mà cháu rất kính phục và biết ơn họ đã dâng hiến cuộc đời cho Tổ quốc non sông và đã vị quốc vong thân, đem lại yên vui êm ấm cho bao người, trong đó có cả những tháng ngày thơ ấu, tuổi trẻ của cháu đã hưởng được sự an lành tốt đẹp. Chú Minh biết không, nhìn những bức hình của chú trước mặt, cháu thấy lại nguyên vẹn hình ảnh của người đại úy trẻ đã nhìn cháu với nụ cười trìu mến vỗ về, và cháu vẫn là cô bé 8 tuổi đi lạc ngày nào, không có thời gian cách biệt. Nhưng có một điều cháu sẽ chẳng bao giờ gặp lại, để chú đánh đàn cho nghe, và những cánh hoa sứ ép khô cùng hương hoa ngày cũ trên những trang sách đẹp ngày xưa của cháu đã trôi lạc theo dòng đời bể dâu, đã từ lâu lắm rồi không tìm thấy nữa. Dọc đường Quảng Trị được viết bởi Ngọc Thủy, do Đoan Trang đọc. Mời quý vị tiếp tục theo dõi. Một vài giai thoại về chiến sĩ mũ xanh Lê Hằng Minh. Năm 17 tuổi thì thân phụ Lê Hằng Minh qua đời, để lại một di vật kỷ niệm là chiếc nhẫn hột xoàn có đầu con rắn hổ mang đang ngóc đầu lên với hai con mắt đính hột màu đen. Ông thương nhớ cha và một phần rất thích chiếc nhẫn có hình dáng lạ và đẹp này, nên xin mẹ cho phép được đeo chiếc nhẫn đó. Ông thường khoe với bạn bè về di vật của người cha kính yêu, nên hầu như mọi người đều được xem qua và biết chiếc nhẫn lạ đó. Khi ông hy sinh trong trận đánh ở Phong Điền, xác ông được đưa về nhà trong chiếc quan tài phủ lá cờ Tổ quốc đã được bọc kín, nên gia đình ông không biết di vật kỷ niệm của người cha quá cố đã lâu và nay cũng là kỷ vật cuối cùng của Lê Hằng Minh có còn trên ngón tay ông không. Nhờ có đại úy Định nhắc nhở, người tùy viên của trung tá Lê Hằng Minh tháo ra lúc tẩm liệm và giữ kỹ, rồi truyền về gia đình cùng một ít vật dụng cá nhân của ông. Gia đình thật mừng rỡ và đã giữ lại chiếc nhẫn kỳ vật này, và hiện nay vẫn còn để trên bàn thờ ông ở ngôi nhà cha mẹ tại Việt Nam. Và quý độc giả có thể nhìn thấy chiếc nhẫn đó đeo ở ngón giữa trên tay trái ông. Hình của Lê Hằng Minh đang ngồi đàn, trang 32 trong cuốn sách này. Trên cổ tay phải là chiếc vòng thượng, có thể là món quà tặng kỷ niệm từ người em gái đắc la duyên dáng nào đó chăng. Không những Lê Hằng Minh là người lính thường đem theo bên mình cây đàn guitar yêu quý, dù ở hậu cứu hay đang hành quân ngoài mặt trận. Ông còn một đặc điểm duy nhất nữa là luôn khoác dây đạn dài chéo ngang ngực khi mặc quân phục. Nếu nhìn kỹ bức hình ông chụp lúc ở trong rừng, chúng ta sẽ nhận thấy ngoài dây đạn dài chéo ngang, trên túi áo phải cũng như trên chiếc nón là huy hiệu nhảy dù, khẩu súng Khôn 45 gài trước bụng. Dắt bên hông trái là túi đạn nhỏ, bên hông phải là bao rau găm, trong tư thế sẵn sàng trực diện chiến đấu bất cứ giờ phút nào, hoàn cảnh nào. Trung tá Lê Hằng Minh là người yêu thích màu trắng, tượng trưng sự trong trắng và thanh khiết. Ông cũng rất yêu thích màu tím, tượng trưng sự thơ mộng, nhẹ nhàng và trung thủy. Đôi dòng kỷ niệm. Năm 1957, Lê Hằng Minh ở Sư đoàn 7 tình nguyện về Thủy quân lục chiến. Anh được Bộ Chỉ huy Thủy quân lục chiến bổ nhiệm về Tiểu đoàn 1. Lúc này, tiểu đoàn đang hành quân tại tỉnh An Xuyên. Tôi được tiểu đoàn trưởng Nguyễn Văn Tài chỉ thị ra bến tàu quận Thới Bình để đón Lê Hằng Minh. Trung úy Lê Hằng Minh, tay xách túi quân trang, tay cầm cây đàn guitar. Đó là ngày đầu tiên chúng tôi gặp nhau. Thời gian ngắn, tôi rời tiểu đoàn đi du học. Khi trở về lại tiểu đoàn cuối năm 1958, thì Minh cũng đã đi đơn vị khác. Năm 1961 gặp lại Minh khi tôi được tuyên truyền về tiểu đoàn 2 ở Cam Ranh. Chúng tôi, Định, Minh, Tinh Châu, ở chung đơn vị khoảng hơn một năm, cùng ở chung cư xá Sĩ Quan, cùng đi ăn cơm hàng ngày, nơi quán Cô Cang Cô Ký, ở Ba Ngòi. Sau đó đời chinh chiến lại chia cách chúng tôi mỗi người một nơi. Minh ra Vũng Tàu, tôi và Tinh Châu về Thủ Đức. Anh đi vùng 2, thì tôi đi vùng 1, không gặp lại cho mãi tới cuối 1965. Anh du học ở Mỹ về, giữ chức vụ tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 2 Thủy quân lục chiến ở Thủ Đức. Còn tôi về trung tâm huấn luyện Thủy quân lục chiến cũng ở Thủ Đức. Mỗi khi tiểu đoàn 2 về hậu cứ nghỉ quân, anh mời tôi qua chơi và cùng đi ra hồ tắm Ngọc Thủy, ngồi hàn huyên chuyện hành quân bạn bè. Thấy nhà văn Ngọc Thủy viết về Lê Hằng Minh và bông hoa sứ trắng, tôi chợt nhớ lại nơi hậu cứ tiểu đoàn 2 có trồng một cây ngọc lan và một cây hoa sứ trắng phơn phớt vàng cổ thụ, thơm ngát. Đường ra hồ tắm Ngọc Thủy cũng có trồng nhiều cây hoa sứ trắng, vì đường dẫn vào hồ tắm cũng là đường dẫn vào ngôi chùa cổ kính gần đó. Đầu năm 1966, tiểu đoàn 2 về dưỡng quân ít ngày, rồi anh lại cùng tiểu đoàn đi tam quan Bồng Sơn, rồi ra vùng 1 Huế, Quảng Trị. Một buổi sáng cuối tháng 6 1966, tôi đang nghỉ phép, thì được tin tiểu đoàn 2 bị Việt Cộng phục kích, và anh đã hy sinh ở gần Phong Điền. Tôi được lệnh khăn gói lên đường ra thay anh. Tôi đến phi trường Đà Nẵng rồi đi xe ra Phong Điền, nơi anh nằm xuống cạnh quốc lộ 1 ngay chiều hôm đó. Khói lửa vẫn còn, dấu tích chiến tranh vẫn còn ngổn ngang. Tôi là người đón anh khi anh về tiểu đoàn 1 Thủy quân lục chiến. 10 năm sau, đoàn quân mũ xanh lại vĩnh viễn mất anh, và tôi lại là người đi tiễn anh lần cuối. Khi còn xanh tiền, mỗi lần gặp, anh thường đưa tay cho tôi xem chiếc nhẫn hột xoàn có đầu con rắn mà anh đeo ở ngón giữa tay trái, đẹp và lạ. Dù không hỏi nhưng tôi nghĩ có lẽ chiếc nhẫn đã có một kỷ niệm đặc biệt đối với anh. Chiếc nhẫn đã được trao lại cho gia đình khi anh qua đời. Gia đình anh cũng rất vui mừng khi nhận lại kỷ vật đó. Trích trong một bài viết của Đại tá Ngô Văn Định. Lê Hằng Minh là em ruột của Thiếu tướng Lê Minh Đảo, tư lệnh Sư đoàn 18 Bộ binh, và là anh của Thiếu tá Thủy quân lục chiến Lê Hằng Nghi. Dáng người và khuôn mặt của ba anh em trai hao hao giống nhau, với nét mặt rắn rỏi, mắt tròn và sáng, thậm chí đến tính tình vui vẻ cởi mở, và cách ăn nói sôi nổi sinh động, tính tình bộc trực, đúng là nhà binh và người Nam cũng giống nhau. Mỗi khi có ai nhắc đến Lê Hằng Minh, thì trong đầu óc tôi hiện ra hình ảnh trẻ trung sống động của một thanh niên yêu đời, với bộ ria duyên dáng của một người hùng, với bộ quần áo giản dị, bên cạnh đó là hình bóng một nghệ sĩ Tây Ban cầm điêu luyện, dần dập âm điệu của cuộc đấu bò rừng. Tôi không dám nghĩ đến cái chết của anh Lê Hằng Minh, mặc dù tôi biết hình ảnh của anh cũng là hình ảnh của muôn ngàn chiến sĩ anh hùng khác của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, hiến dâng cuộc đời cho Tổ quốc và dân tộc. Anh với tôi có nhiều kỷ niệm vui buồn trong đời quân ngũ, chia sẻ nhiều gian nguy cũng như hào hùng trong chiến trận với các đơn vị thủy quân lục chiến. Nếu nghĩ đến thì đau lòng lắm, vì Lê Hằng Minh với tôi là bạn thân thiết. Trích trong một bài viết của Đại tá Tôn Thất Soạn. La Cumparsita, cọp biển nào ở tiểu đoàn 1 khoảng thời gian 1957 thì biết ngay là ai. xin thưa ngài là Cố Trung tá Lê Hằng Minh, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 2. Nhớ lại hồi đó anh mới từ sư đoàn 7 bộ binh gia nhập binh chủng thủy quân lục chiến và được thuyên truyền về tiểu đoàn 1, cùng trong đại đội 1 với Chu Vũ, dăm 7 tháng, cho đến ngày tiểu đoàn làm văn nghệ, mừng chỉ huy trưởng Lê Như Hùng từ Sàigòn ra Nha Trang thăm đơn vị. Anh lên sân khấu chơi guitar bản La Cumparsita thể điệu tango. Cả tiểu đoàn và quan khách từ Sàigòn ra đều vỗ tay hoan hô nhiệt liệt tán thưởng ồn ào, và sau buổi đó anh được chỉ định về ban tham mưu tiểu đoàn, giữ nhiệm vụ trưởng ban năm cho đơn vị. Hồi đó với trình độ thẩm âm của Chu Vũ, qua các ngón đàn của anh thì thật là tuyệt, nên có rất nhiều cảm tình với anh. Với dáng người nhỏ thó, da ngăm đen, tóc cắt cua, hai con mắt khá to. Một vài cọp biển ngày đó định gắn hỗn danh cho anh là ông Hoàng Ốc, vì Nha Trang hồi đó có chiếu phim này. Trong hình quảng cáo sao giống anh quá, nhưng anh tỏ vẻ bất bình giận nên không ai dám kêu như thế nữa, và tự nhiên cùng nhau thân mật gọi anh là La Cumparsita, thật đúng hợp với con người nhiều nghệ sĩ tính của anh. Cuối năm 1958, tiểu đoàn bắt đầu tham dự hành quân tiểu trừ Cộng sản tại Cà Mau. Nửa năm sau, tôi được gọi về Sàigòn học bổ túc Anh ngữ, chuẩn bị đi huấn luyện thủy quân lục chiến tại Hoa Kỳ. Và từ ngày đó hai chúng tôi không có dịp nào ở cùng một đơn vị cả, tuy vẫn cùng phục vụ trong binh chủng thủy quân lục chiến. Vạn vật đổi thay, thế sự thăng trầm, cho đến năm 1966 mới lại có dịp cùng anh tham dự chiến trận lần cuối, với nhiệm vụ tham mưu trưởng trên CDB cho chiến đoàn trưởng Tôn Thất Soạn, gồm tiểu đoàn 1 do Phan Văn Thắng chỉ huy, tiểu đoàn 2 với Lê Hằng Minh chỉ huy, thêm một tiểu đoàn dù do Nguyễn Khoa Nam chỉ huy tăng phái. Sau khi chiến đoàn hành quân tái lập an ninh trật tự về vụ chính trị trong thị xã Huế xong, thì tiểu đoàn dù về lại đơn vị, còn lại chiến đoàn thì trú quân tại xóm làng đầu cầu An Hòa. Rồi tiểu đoàn 2 lại được biệt phái ở lại, thuộc sư đoàn 1 bộ binh. Phần còn lại của chiến đoàn thì di chuyển vào quận Điện Bàn, Quảng Nam, chờ nhận thêm tiểu đoàn 4 của Nguyễn Thành Trí và tiểu đoàn 3 với Nguyễn Thế Lương từ Sàigòn ra, để cả chiến đoàn dưới quyền sư đoàn 2 bộ binh mở chiến dịch càn quét sâu phía tây quận Thăng Bình, Quảng Tín. Đang lúc chuẩn bị di chuyển từ Quảng Nam đi Quảng Tín, thì chúng tôi được tin Lê Hằng Minh lọt phục kích khi tiểu đoàn 2 di chuyển từ Huế ra Quảng Trị, bị tử trận. Tin loan rất nhanh khắp cả chiến đoàn. Một không khí ảm đạm, gần như chẳng ai muốn nói chuyện với ai cả, trừ những lệnh cần thiết. Binh chủng thủy quân lục chiến năm tháng đó thật buồn. Dương Hạnh Phước, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 5, cũng mới vừa tử trận tại Quảng Ngãi trước đó không lâu. Nhớ lại, khi bắt tay từ giãi nhau tại đầu cầu An Hòa, phía bắc thành phố Huế, để kè lên bắc người xuống nam, anh còn nói với Chu Vũ và Nguyễn Năng Bảo như sau. Các cậu xuôi nam coi chừng bị phục kích nghe, Quảng Nam Tín Ngãi là ghê lắm đấy. Chúng tôi không ngờ là lần bắt tay anh hôm đó lại là lần cuối cùng. Chúng tôi xuôi nam vô sự, và anh ngược bắc thì chính anh lại lọt vào phục kích của địch. Trích trong một bài viết của đại tá Phạm Văn Trung, Chu Vũ. Đoan Trang vừa đọc một đoạn trong Dọc đường Quảng Trị, được viết bởi Ngọc Thủy. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe.